tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Nhà tôi của nhà văn Duyên Anh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 6, Amateur. Theo sự điều tra của tôi thì nhà tôi mê Chúa từ những ngày làm thân nội trú tại một tu viện nọ. Các vị Phước đã cầm tay kẻ ngoại đạo Trần Thị Phượng, dắt nó đến trước hình Chúa đóng đinh, chịu tội cho nhân loại trên cây thánh giá và giới thiệu với Chúa. Nhà tôi thú thật rằng Chúa đẹp trai hơn Phật, nhà thờ là sạch sẽ, tiếng đàn cọc nghe quyến rũ gấp bội, tiếng mõ lóc cóc. Nên nhà tôi sau vài đêm suy nghĩ đã tập làm dấu và học kinh, rồi đi lễ nhà thờ mỗi sáng chủ nhật, là cái mốt của con gái nhà giàu ngoại đạo. Nhà tôi đã cuốn theo mốt đó để dần dần biến thành kẻ công giáo amateur ngoan đạo ra phết. Tôi gọi nhà tôi là chiên amateur của Chúa, bởi lẽ nàng không theo một cua giáo lý nào và cũng chẳng hề được một cụ cố đạo đỡ đầu đặt cho cái tên thánh rồi rửa ráy tội lỗi. Tuy vậy, nhà tôi vẫn cứ thờ phụng Chúa, vẫn cứ làm theo lời Chúa dạy. Thỉnh thoảng nàng mới quên Chúa, ấy là lúc nàng yêu tôi hay gây gổ với tôi. Trước ngày hai đứa chúng tôi lấy nhau, nhà tôi giao du rất thân mật Mỹ Lị và Ni Cô tu tại gia, học cùng lớp. Mấy Ni Cô này con nhà giàu, mặc dù đã cạo đầu trọc, nguyện làm con yêu của Phật Thích Ca, nhưng lại ngại ăn đậu phụ, tương tàu, ăn cơm chay do chính mình nấu nướng. Cơm chay của con nhà giàu còn tốn và công phu hơn cơm mặn ở La Cave, Ramonso. Nhà tôi cũng theo mấy Ni Cô tới chùa. Có lẽ Chúa đã phạt nàng, hình phạt đó là bắt nàng lấy tôi, kẻ lãng tử lấy trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn, và chê cả Chúa lẫn Phật. Khi Trần Thị Phượng đã là vợ của Nguyễn Văn Lương Tự Lương Khoáng, nàng không năng tiếu ngạo chùa chiền thăm các ông sư nữa. Xong ngày rằm mùng một, nàng vẫn mua hoa, nấu chè, bắt tôi thắp hương cúng ông bà và ông thần tài. Và ngày dỗ mẹ, nàng xì sụp lại, rồi đốt vàng đốt tiền. Nàng mua tiền của nhà băng âm phủ gửi xuống tuyền đài cho má tiêu xài. Tôi không dám cười, sợ nhà tôi tắt răng nổi giận. Nhà tôi thản nhiên như không. Thứ bảy cúng dỗ mẹ theo nghi thức nhà chùa, sáng chủ nhật đi lễ nhà thờ. Tôi phải đưa nàng đi lễ. Ôi Chúa Kitô, ước gì nỗi khổ của con Ngài thấu được. Con chắc Ngài đã cấm những kẻ công giáo amateur tới nhà thờ. Sáng chủ nhật đối với con quý như vàng bạc. Con có cái thú duy nhất là kéo dài giấc ngủ buổi sáng. Nếu đêm thứ bảy con yêu nhà con kỹ, con cần phải ngủ gỡ. Khốn nổi nhà con lại dựng đầu con dậy, bắt con dẫn nàng đi lên nhà thờ Đức Bà. Ở Phú Nhuận thiếu gì nhà thờ? Thưa Chúa, nhà thờ Đức Bà mới sang trọng, lịch sự, và nhà con tưởng Chúa chỉ thích ở nhà thờ Đức Bà. Mặc dù Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở với mọi người. Chúa lại dạy, con lạc đà có thể chui qua lỗ kim, chứ bọn nhà giàu khó mà về nước thiên đường. Con tự hỏi, tại sao bọn nhà giàu không làm cho nghèo đi, và nhà thờ Đức Bà cứ sang hơn nhà thờ ngoại ô Phú Nhuận? Dĩ nhiên nếu tôi là con chiên của Chúa, tôi cứ phải sợ vợ hơn Chúa, nhất vợ nhì trời. Và cứ sao vợ lại hơn trời nhỉ? Vợ chỉ hơn trời có cái trai mờ lì. Tôi đi lăng nhăng tán gái hay đánh phé cả đêm, Chúa sẽ tha thứ tội lỗi giùm tôi. Cùng lắm Chúa bắt tôi về nước Diêm Dương, chứ vợ tôi thì sẽ nổi cơn tâm bành lục tặc đầy nghiến tôi hàng tháng. Điều chắc nhất là tôi bị ăn cơm chay. Vậy thì kính Chúa cao cả nhất liên hành tinh và liên lục địa, con xin kể cho Chúa nghe câu chuyện dẫn vợ đi lễ nhà thờ của con. Thoạt kỳ thủy tôi lấy cớ sợ Chúa phạt vì thổi bé hay nói câu Đức Chúa Giêsu nằm trong hang đá, nên để từ từ em hãy bắt anh gặp Chúa. Em vi vút với Chúa và nhờ trước đi. Nhà tôi nghe bùi tai, và nàng vô nhà thờ một mình. Còn tôi phú lĩnh sang cái quán bánh mì bưu điện, thảy 5 tiền, bắt một khúc bánh mì pate đớp rất khoái khẩu. Gặm hết một bánh mì, đứng hút thuốc nhìn đồng hồ, xem cái kim dài nó bò ra sao. Mà nhà tôi vẫn chưa ra khỏi nhà thờ. Lễ gì lâu vậy?
Tôi lẩm bẩm trách ông cố đạo nào đó đã giảng bài dài dòng văn tự. Nửa tiếng sau nhà tôi mới lễ xong. Tôi mừng quá mắt sáng lên. Nhà tôi hỏi: "Anh đợi em lâu không?" "Mới có vài phút." "Sao cầu chú nhanh thế? Em cầu những gì?" Nhà tôi khoe: "Em cầu cả Đức Mẹ nữa. Em cầu nhiều thứ lắm anh à." Tôi đưa vợ tôi đến hẻm casino để nàng đớp bún ốc. Tôi sực thêm tô bún thang. Nhà tôi than thở: "Người ta đi lễ có chồng mà em đi lễ lủi thủi một mình." "Anh không biết làm dấu, không biết đọc kinh, làm sao anh dám vô nhà thờ?" Nhà tôi nói: "Em sẽ dạy cho anh làm dấu, đọc kinh." Chết tôi rồi, tôi lại phải học. Thuở nhỏ vì ngại học mà lớn lên phải mừng công chức lương khoáng. Bây giờ học kinh, làm dấu thì quả là: "Chúa ơi, Ngài đã hại con rồi." Nhà tôi hất đầu: "Anh chịu em không?" Tôi học đòi ga lăng: "Không chịu em thì còn chịu ai trên cái cõi đời này?" Nhà tôi trách yêu: "Anh nói văn chương tiểu thuyết đi, đừng dở giọng phóng sự thời đại." Tôi vồ lấy cơ hội: "Em muốn anh viết tiểu thuyết ư? Nhất em đấy nhé." Nhà tôi biểu môi: "Đừng hòng, em chỉ muốn anh học làm dấu và đọc kinh." Vậy thì tôi phải học làm dấu, nhân danh cha chỉ ngón trỏ lên trán, và con chỉ vai bên trái, và thánh thần chỉ vai bên phải, amen chỉ vào ngực. Cái sự làm dấu dễ dàng thế mà tôi học, học máu mồm mới thuộc đấy. Và còn học quỳ, chao ôi tội lỗi loài người đông quá, đến nỗi con chiên nào cũng bị quỳ. Hồi còn đi học thầy bắt quỳ tôi còn phú lĩnh, thà khiêng về mấy cái trứng thối. Ai ngờ ngót 30 tuổi, tưởng đã có quyền bắt con cái quỳ, lại còn bị quỳ. Đúng là Chúa đầy uy lực nhất liên hành tinh và liên lục địa, vì Chúa đã bắt được tôi quỳ. Nói cho đúng, vợ tôi đã bắt được tôi quỳ. Mới hay, nhất vợ nhì trời. Tôi theo nhà tôi đi lễ được vài kỳ thì đâm ra chán. Thay vì im lặng hay đọc kinh, tôi đã đọc những lời than thân trách phận và oán Chúa nữa. Nhà tôi không biết chuyện. Một hôm ra khỏi nhà thờ, nhà tôi khoe vung vít: "Anh à, Đức Mẹ đã cứu giúp em. Anh biết Đức Mẹ cứu giúp em việc gì không?" "Không." "Em cầu xin cho con cái mạnh khỏe, Đức Mẹ đã ra ơn." "Thì Đức Mẹ hằng cứu giúp Molly." "Em phải tạ ơn Đức Mẹ." Nhà tôi bắt tôi dẫn tới đường Nguyễn Trung Trực. Nàng đứng trước cái tủ kính của tiệm chuyên khắc chữ mã vàng trên đá. Nàng kéo tôi vô và mặc cả mua tấm đá nhỏ bằng nửa viên gạch hoa. Đó là tấm đá tạ ơn Đức Mẹ. Giá bán 350. Cái khoản tiền tiêu chủ nhật của tôi trong túi vỏn vẹn có 5 bò. Miếng đá đã nuốt mất 3 bò rưỡi. Còn có bò rưỡi, dung dăng sao nổi đây. Khi tôi dở ví, lôi tấm giấy 500 ra để được thối lại 150. Cổ họng tôi khô vì tiếc tiền. Tay tôi run run như thần tử thấy long nhan. "Ôi, Chúa Kitô, ước gì nỗi đau khổ của con Ngài đã chứng kiến." Tôi cầm miếng đá tạ ơn Đức Mẹ, cảm thấy nặng hơn ông già khuân tảng đá trong sách quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị. Tôi choáng váng mặt mày, bảo nhà tôi: "Em à, anh nhức đầu quá." Nhà tôi mở bóp, lấy ve dầu nhị thiên đường đưa cho tôi: "Anh thoa đi." Tôi bèn thoa dầu vào thái dương rồi nói: "Thôi, mình về em nhé." Trên đường về Phú Nhuận, nhà tôi bắt ghé qua nhà thờ Đức Bà để tạ ơn Đức Mẹ. Tôi cũng xì nẹt. Nhân loại có hàng triệu triệu người đau khổ, bất hạnh. Người nào người nấy đều mong Đức Mẹ ban phước. Em đã được ban phước rồi thì để đến lượt người khác. Em cầu hoài tạ ơn hoài, Đức Mẹ nể em ban ơn cho em. Những kẻ nghèo nàn không tiền mua đá tạ ơn Đức Mẹ sẽ thiệt thòi. Em vừa ích kỷ vừa mắc tội hối lộ thần thánh. Nhà tôi dậm chân thình thịch: "Anh miệt thị tôn giáo của em hả?" Tôi đổ dầu vào lửa: "Tôn giáo của em là tôn giáo nào? Em thờ cả Chúa lẫn Phật." "Ừ, em thờ cả Chúa lẫn Phật." "Vì thế Chúa và Phật khen nhau, không phù hộ gì cho anh hết trơn." Nhà tôi rỉa rối: "Anh là đồ vô thần, anh rỉu cợt Chúa Phật. Cho anh hay, chết đi anh sẽ về địa ngục. Quỷ sứ sẽ đóng đinh 10 ngón tay anh. Anh phải nằm bàn chông, leo cầu vòng, rớt xuống là chó ngao xé xác anh. Mấy kiếp sau anh mới được làm người." Tôi dở giọng cù nhầy: "Đã có Mohammed binh vực anh." "Mohammed là thằng cha bán vải ở chợ cũ hả?" Tôi tấn công: "À, em nhục mạ đấng tối cao của anh." Nhà tôi nghiến răng ken két: "Vậy à, tốt, tốt. Từ nay yêu cầu anh đừng xài đũa nữa,
anh bốc cơm mà ăn. Tôi gồng mình ăn thua đủ với nhà tôi. Này, anh báo động cho em hay, ngoài Mohammed, anh còn Đức Bắp, nặng kilo lắm đấy. Nhà tôi hỏi, anh nói gì bắp? Tôi giả vờ quan trọng. Chết em rồi nha, em bảo Đức Bắp là bắp luộc. Nhà tôi kiêu hãnh, em không sợ ai, đã có Chúa phò trợ em. Mà Đức Bắp là ai? Giáo chủ đạo Bà Hai. Đạo chi? Bà Hai. Bà Hai. Nhà tôi lăn kềnh trên giường rên rỉ. Anh theo đạo Bà Hai, đạo của những thằng đàn ông bỏ bê vợ lớn tằng tiểu với vợ bé hả? Tôi cười hả hê. Em lầm bự rồi, em ơi. Bà Hai là tôn giáo toàn cầu, đâu phải đạo của những thằng lấy vợ hai. Nhà tôi vùng dậy. Nhiều đạo quá xá. Đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Dừa, đạo Nước. Chưa đủ sao mà còn nhập cản thêm đạo Bà Hai. Càng nhiều đạo, dân tình càng ngu dốt. Dẹp bớt đi, chỉ để bốn đạo thôi. Tôi hài hước đen. Đúng vậy, thật thế, quả nhiên em ạ. Anh theo đạo nào? Nguyễn Văn Lương bút hiệu Lương Khoáng nham nhở. Đạo vợ. Vợ lớn hay vợ bé? Vợ, nói chung. Vậy là anh đã có vợ bé hả? Đừng nghi oan cho anh. Anh ghê tởm những thằng lấy vợ bé khi vợ lớn của chúng nó còn sống nhăn răng. Cái cuộc chia sẻ tình yêu này bần tiện nhơ nhuốc vô cùng. Em đã biết, anh mới là mầm non văn nghệ thôi, nhưng máu anh ngập đầy chất nghệ sĩ. Vì ông Vi Anh kéo đàn nhị và đánh đàn chầu văn tuyệt cú mèo. Ngoài tình anh yêu em, anh cốc yêu tổ quốc mà lại đi tỏ tình cùng cây cỏ và người đẹp trong mơ. Anh sẽ là nghệ sĩ cỡ nặng. Ít ra anh cũng sẽ được nhà phê bình văn học Minh Huy, Nguyễn Đình Tuyến đưa anh vào văn học sử. Em yên chí lớn đi. Ông Nguyễn Đình Tuyến mà nắm tay anh đẩy anh vào cái buồng ngủ trong văn học sử, anh sẽ nằm hoài ở trống. Em gõ cửa loạn cào cào anh cũng không ra nổi, bị nhốt vào văn học sử rồi. Để tôi nói một hơi ba hoa con chích chòe, nhà tôi lên tiếng. Em chẳng thèm bày đặt ghen tuông đâu. Anh cứ việc lấy vợ bé, nhưng hậu quả anh đừng trút xuống đầu vợ con anh. Anh lấy cả tá vợ bé, anh lăng nhăng với đào, em cốc cần, chỉ van lại anh bỏ cái mộng trở thành nghệ sĩ. Tôi hậm hực. Tại sao anh không thể trở thành nghệ sĩ? À, cô khinh tôi bất tài vô tướng hả? Khối thằng chia vét bờ cắt ké là vét bờ avoir, chưa đủ mốt đủ tăng đi xem cinema, tên tài tử không biết đọc, vậy mà chúng nó đang làm văn học nghệ thuật cho cả nước đó. Nhà tôi hét to. Mặt xác chúng nó, tôi không muốn anh làm văn học nghệ thuật. Tôi lấy anh vì yêu anh, yêu Nguyễn Văn Lương bình thường. Tôi mê một người chồng bình thường, cho dù tầm thường cũng được. Tôi không ham lấy một người chồng phi thường. Tôi phẫn nộ. Cô bắt tôi làm con dung, con dế à? Nhà tôi bình tĩnh. Vâng, anh ạ, anh yêu dấu của em ạ. Anh hãy là con dung thôi và đừng làm con dế, nhất là dế mèn, vì dế mèn nó sẽ đi phiêu lưu. Anh là con dung thì mãi mãi anh là của em. Tôi cáo sườn. Phải, thằng này biết lắm, biết quá rồi. Cô sợ tôi không đủ khả năng viết những pho văn chương nặng ngàn ký, sợ tôi không có óc sáng tạo dệt nên những án thơ khiều mặt trời, mà chỉ viết được những cuốn sách nhi đồng, những chuyện dài giản dị, mộc mạc, cốc chở một tí tư tưởng, một tí triết thuyết hiện sinh nào. Nên cô mới giăng dây kẽm gai, cản đường đi vào nghệ thuật của tôi. Cô muốn tôi làm con dung dế, để cô uống thuốc sổ, thuốc cam tích tán, tiêu diệt một đại văn hào tương lai, giải Nobel văn chương, ma ní, giải văn chương toàn quốc, giải truyện ngắn tiếng chuông. Nhà tôi cười rũ rượi, nàng bảo, thiếu một thằng bé đánh thanh la, chứ không anh đã biết thành gã Sơn Đông bán thuốc cao đơn hoàn tán. Tôi dang rộng tay như một kẻ đau, tuổi đứng giữa cánh đồng trống trải, ngước mặt nhìn trời mà phân trần cùng Thượng Đế. Thang ôi, nàng không biết tôi từng làm nghề Sơn Đông bán thuốc và nàng hạ nhục tôi. Nhà tôi biến sắc. Em rỡn anh mà. Tôi lắc đầu. Rỡn gì? Cô đã đâm lưỡi dao găm vào cái dĩ vãng đối rách của tôi. Thuở tôi chưa gặp cô, tôi lêu bêu như chó mất chủ, sống vất vưởng lạc loài. Nguyễn Văn Lương, Bovera Lương, mày khổ hơn thằng David Copperfield, khổ hơn thằng Betty Jones. Mày phải giữ xe đạp hội chợ, đi kèm học tư gia, theo đoàn cải lương lưu diễn, theo lũ Sơn Đông bán thuốc. Nhà tôi cầm lấy tay tôi ngạo nghễ hất ra. Chúa đã ban cho tôi cái phước lành này chăng? Nhà tôi đổi giọng. Anh mắng gì em cũng được, nhưng xin anh đừng nói động đến Chúa. Tôi thét một tiếng hải hùng. Tôi cóc sợ Chúa. Nhà tôi lấy cơn điên của tôi. Thì anh dám làm gì Chúa nào? Tôi quét đôi mắt cú vọ khắp tường. À, đây rồi, tấm ảnh Chúa Giêsu đây rồi.
Bây giờ tôi không còn là Nguyễn Văn Lương nữa, mà là một tên Do Thái đã đóng đinh vào hình Chúa trên cây thánh giá. Tên Do Thái khốn nạn Nguyễn Văn Lương trong cơn điên đã vồ lấy cây gạt tàn thuốc lá, ném bóp vào hình Chúa Giêsu lồng trong khung kính. Mảnh kính tan tành, tiếng vỡ của thủy tinh nghe rờn rợn, nghe tỉnh trong cơn điên. Bỏ mẹ rồi, tôi đã phiêu lưu quá xa vào tội lỗi. Tội lỗi đối với người vợ yêu dấu của tôi. Tôi không dám ngó nhà tôi nữa, chỉ còn nghe tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhà tôi đã nằm vật vã trên giường. Giữa lúc cùng khốn đó thì ông cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công lù đù vác xác tới. Ông cố vấn hạnh phúc ngắm cảnh hoàng hôn nơi chiến địa, hét in lên: Lại cắn nhau rồi. Theo thói quen tôi ác giọng phủ đầu: Ông im cái mồm ông lại, ông cốc quý chi cả, chỉ bên nhăn. Ông cố vấn hạnh phúc tái mặt và lên giọng thầy đời: Lương, mày là thằng khốn nạn, mày chỉ biết bắt nạt vợ mày thôi à? Mày đã làm gì vợ mày? Làm chồng, làm thằng chồng vũ phu, vô nhân đạo. Tại sao mày đánh đập vợ mày? Tôi yêu cầu ông đừng phát ngôn bừa bãi. Tôi xác định là tôi cốc đánh đập vợ tôi. Sao nó khóc? À, bà ấy thách tôi đánh Chúa Giêsu. Và mày đập Chúa? Chỉ đập tấm kính lòng hình Chúa. Im lặng. Sự im lặng ngột ngạt như đêm 1 tháng 11 vừa đi qua. Ông cố vấn hạnh phúc nhẹ nhàng: Đừng tái diễn nữa. Rồi ông cố vấn hạnh phúc dìu tôi ra khỏi nhà. Ông dẫn tôi lên Sài Gòn, vô một tiệm bán hình tượng và bàn thờ Chúa. Ông cố vấn bỏ tiền mua cái bàn thờ bằng thạch cao. Cây thánh giá rất đẹp, hình mẹ Maria và hình Chúa. Ông bắt tôi bê về, dặn dò: Xin lỗi nó đi. Tôi đã khệ nệ bê những thánh vật đó về. Nhà tôi nằm im, tôi quét dọn kính vỡ, rồi cởi trần đóng bàn thờ, treo hình Chúa. Hình như nhà tôi đã nhìn trộm tôi làm việc. Tôi lây hoay đóng đinh, búa nện vào ngón tay đau buốt mà chỉ bể vữa tường. Nhà tôi nói trống không: Phải đóng bằng đinh cước. Tôi mỉm cười nghĩ thầm: Chúa đã giúp làm vợ ta hết giận ta. Rồi hỏi: Đinh cước hả cưng? Dạ. Nhà mình có đinh cước không? Để em đi mua. Nhà tôi lau mặt chạy ra ngõ mua đinh cước. Sau cùng nhà tôi có một bàn thờ Chúa bô nhất sớm. Nhà tôi hỏi: Tự ý anh mua bàn thờ à? Tự ý anh hối hận. Anh nghe thấy Chúa trách anh, hứa tha thứ anh. Tôi ôm lấy nhà tôi: Em à, kể từ nay anh không dám nhạo báng Chúa. Anh nguyện là kẻ phục vụ em trên con đường về Chúa. Tôi đã giữ lời hứa, bởi vì bây giờ ngoài nhà tôi còn đứa con gái về phe với mẹ. Chúa không thể chinh phục nổi tôi. Tình thương vợ yêu con đã chinh phục tôi. Tôi vẫn cho rằng vợ con tôi là nhất. Chương 7: Đi sắm đồ và nghỉ mát. Bởi vì lời phán của bà kế mẫu dân thân tị hợi tứ hành xung, bởi vì con heo Nguyễn Văn Lương không phải là thứ con lợn ủng ỉnh ăn no lại nằm, nó đã dám cưỡi cọp Trần Thị Phượng và vuốt râu cọp, xỉa răng cọp nữa chứ. Bởi vì cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công rất mê xem bói toán, nên nhà tôi đã lấy một chút niềm tin gửi nơi Chúa Kitô mà san sẻ cho mấy anh thầy bói mù. Nhà tôi đi xem bói như một người say mê làm công việc sáng tạo văn học. Nơi nào nghe đồn có thầy bói nói quá khứ, hiện tại, tương lai vanh vách, nơi ấy có nhà tôi. Tôi biết nhà tôi mê xem bói không phải vì muốn hiểu con đường công danh sự nghiệp của tôi. Nhà tôi là người đàn bà bằng lòng cuộc sống an phận thủ thường của chồng. Nàng đi coi bói cũng chẳng phải nghi tôi lăng nhăng tán gái, mà chỉ muốn hiểu lý do nào vợ chồng hay cãi cọ nhau. Mê tín khác tín ngưỡng, nhưng tôi đã thề không xen vào ý thích của nhà tôi, nên tôi mặc nàng mở bóp móc tiền đặt vào đĩa của những anh thầy bói mù, bói sáng, những chị bói bày tay. Mỗi lần cất công đi coi bói xuống tầng Thủ Đức, đi vô một thôn sớm xa lắc về, nhà tôi đều kể lại cho tôi nghe. Thí dụ ở Thủ Đức có con mẹ bói bài tây chuyên công kích chế độ Cộng Hòa và ca ngợi Cộng sản. Con mẹ này làm bộ kênh kiệu, gieo quẻ hỏng mụ trả tiền đặt, nài nỉ cách mấy cũng không coi, xong chỉ vui vẻ tuyên truyền cho Cộng sản. Thí dụ ở Thủ Thiêm có con mẹ thầy bói treo bảng tiếp thân chủ, nhưng tới gõ cửa hàng chục lần mụ vắng mặt. Thí dụ ở Hàng Xanh, thí dụ ở... Bây giờ Mét Khánh Sơn đã vào Chí Hòa đoán riêng cái số phận mình. Madame Vũ Nhân hết hổ phù Ai Cập, nước hoa ái tình, nên đành đóng cửa tiệm về với Vòm Tư để vui cùng cái xe, cái lọ, mong sự Santa Ra Sinh, tự Xiêm La hồi hương, dựng bản khua võ quảng cáo in ỏi một thời gian,
rồi cũng trở về cái nghề húi tóc cổ hữu gia truyền. Vì Phật không dạy ai coi bói, mà Mông Sư Santarasin lại khoe 20 năm học phép tích của Phật Thích Ca tại Sim, tại Ấn. Thân chủ hỏi: ông có bí kíp, hẳn phải đoán nổi tương lai của mình. Tại sao ông không dọn nhà trước giờ Bình Xuyên nổ súng, để cửa tiệm tiêu ra tro, khiến thân ông lêu bêu về dưới gầm cầu này? Thầy bói Sim La thở dài giải nghệ: nhưng nền thầy bói không vì Mét Khánh Sơn, Madame Vũ Nhân, Mông Sư Santarasin mà sụp đổ. Nó đã vụng lên anh dũng nhờ nền đảng phái. Các chính khách đổ xô đi coi bói, muốn biết mình sắp làm tổng trưởng đi coi bói, muốn biết cuộc đảo chính chắc ăn đi coi bói, muốn làm cách mạng đi coi bói. Cả Sài Gòn chính trị biết tên thầy bói Canh, một ông mù lẩm cẩm. Nhà tôi đã đến thầy bói Canh, thầy bói Lộc, thầy bói Vị Xuyên, cả ông thầy bói ngã tư Bãi Hiền đăng rao vặt nói phét nói lác. Anh này có thủ thuật, lại có cả Mico và Ô Bạc Lơ, hễ gặp thân chủ nào sừng sỏ mà đoán láo bị chửi bới, y rằng anh này alo chú ý vị thân chủ đó xuyên tạc, tôi đoán trúng phốc gia cảnh, vị đó buồn phiền, xin quý ngài đừng tin vị đó, hãy chờ vô coi sẽ biết. Một hôm nhà tôi đi coi bói về, hì hục múc nước ở cái lu đem đổ đi. Tôi hỏi: bộ nước dơ à? Không. Vậy tại sao em đổ nước đi? Anh đừng hỏi, mặc kệ em. Để anh múc nước giùm em nhé. Không được, anh đi chơi đi. Thầy bói bảo cái lu nước kê gần bếp là xui, nước và lửa kỵ nhau, phải kê chỗ khác vợ chồng mình mới hết cãi cọ gây lộn. Em sẽ đích thân kê lại cái lu nước. Anh đi chơi hả? Dạ. Tôi bèn cảm ơn anh thầy bói. Mẹ anh, giá anh dạy rằng hãy để chồng đi chơi vung vít, chồng bà ưa lăng nhăng nhưng chung thủy, chỉ yêu bà thôi. Ông ấy thích ngồi tán gẫu với bạn bè nên về rễ bỏ cơm. Ngoài bà ra, ông ấy cóc yêu ai đâu. Để ông ấy đi chơi vung vít, về khuya đừng cào nhàu thì gia đạo bình yên, hạnh phúc ra rít. Có phải tôi chiêm ngưỡng anh không? Anh lại dạy đổi chỗ kê cái lu nước. Bố anh chống đối sở cứu quả rồi. Nước xa lửa, nhỡ cháy nhà thì sao? Buổi chiều hôm đó tôi đi chơi thật kỹ, nửa đêm mới lò dò về. Tưởng anh thầy bói cứu mình, ai ngờ vừa bước vào nhà đã bị la lối: anh bảo em mua cá rô nấu canh bánh đa, em làm tối tâm mắt mũi, anh chê, anh đi ăn ở đâu với ai? Tôi xoa tay: từ từ, kẻ uổng công kê cái lu nước. Nhà tôi nóng nảy, không từ từ gì cả. Tôi cáu tiếc: em đi coi bói, anh đi chơi, hòa cả làng. Bộ em biết đi coi bài Tây, còn anh không đi chơi bài Tây à? Tôi biết mình đi quá phép của vợ, nhưng ở cái thể làm chồng không thể xin lỗi ngay được. Xin lỗi ngay là yếu, phải vừa đánh vừa đàm, bèn cụ nhầy: em bảo anh đi chơi, anh tưởng đi chơi rồi đi ăn luôn. Đây là anh tưởng. Tại sao không chịu dặn mấy giờ hết phép? Bộ anh dở cái giọng gì đó, em không muốn mang tiếng lấy anh chồng sợ vợ. Tôi nổi từ ái giống được: anh mà sợ em à? Nhà tôi túm lấy câu đó mỉa mai: phải, em biết anh đâu có coi em ra gì, anh khinh thường em. Yêu cầu giữ đúng tinh thần câu nói của tôi, cô ưa xuyên tạc quá. Tôi xuyên tạc anh à? Chứ sao? Tình hình sắp bi đát đến nơi. Tôi cáo tiếc vò đầu trút nỗi giận hờn vào đầu thằng thầy bói: mẹ bố anh thầy bói, anh bảo kê lại chỗ lu nước thì hết cãi nhau, vừa kê xong đã cãi nhau rồi. Nhà tôi bỗng cười toe: ừ nhỉ. Thừa thắng tôi xông lên: con ừ nhỉ cái con cấp chết. Nó xúi dại cô xúi dại tôi đi chơi. Cái chân tôi nó xúi dại cái đầu tôi. Cô làm ơn chỉ giùm địa chỉ thằng thầy bói này đi, tôi sẽ đánh bỏ mẹ nó. Nhà tôi tiến gần bá cổ tôi: thôi mà cưng, bỏ qua đi, su su của em. Tôi hất tay nhà tôi ra: thằng này giả đò nói thế chứ bụng thằng này đã có miếng nào đâu. Cô ở trong nhà cô không biết tôi đứng ngoài cửa ư? Tôi muốn hiểu sự linh nghiệm của cái lu nước. Nhà tôi âu yếm hỏi: anh chưa ăn gì thiệt hả? Đói thấy mồ. Nàng hớn hở xuống bếp hâm thức ăn, và tôi đau khổ ăn thêm bát canh bánh đa cá rô. Đêm ấy tôi bội thực, nhà tôi phải đun nước nóng đổ vào cái chai đặt lên bụng tôi. Tôi rên hừ hừ nguyền rủa thằng thầy bói: nhà tôi hứa sẽ không đi coi bói nữa, hứa sáng mai kê cái lu nước ở chỗ cũ. Nhưng hễ có bạn đến chơi giới thiệu một ông thầy bói trứ danh là nàng lại ghi địa chỉ và cất công tìm thầy. Một hôm đọc tờ tuần báo Tâm Tình, thấy ông Hoàng Hải Thủy viết truyện ngắn Người đàn bà tuổi mùi, diễn tả một anh chồng bị vợ bỏ đi. Anh chồng lang thang khắp chốn tìm vợ, nhờ người tìm hộ vợ mình.
Người đàn bà tuổi mùi đi kỹ quá, hạt nổi mấy ngàn không dấu tích. Anh chồng nhờ bạn mách nước đi đò qua Thủ Thiêm, gõ cửa một bà thầy bói. Bà này dạy vài điều, bảo đừng kiếm mất công, thế nào cuối tháng người đàn bà tuổi mùi cũng về. Và về thật. Nhà tôi đọc xong hết lời ca ngợi bà thầy bói đã đoán cho ông Hoàng Hải Thủy. Bởi vì nhân vật trong truyện của ông Thủy chính là ông ta, người chồng mê vợ nhất trên cõi đời này. Người chồng không thua kém gì ai, hay nếu có thua kém, chỉ thua cái số, cái thời. Tôi yêu ông Hoàng Hải Thủy vì ông ấy mê vợ, dù vợ chồng ông ấy đã có 4-5 đứa con, và đứa con lớn nhất đang được ví như cò bé trong thơ Nguyễn Bính. Vợ giận bỏ đi mà phải lặn lội tìm thầy bói đoán giùm vợ mình hiện đang ở đâu, bao giờ về. Thì tôi tưởng ông Hoàng Hải Thủy đã treo một tấm gương lớn cho những thằng chồng thô bạo, những thằng chồng phản bội. Và tôi chỉ nghĩ đến tấm lòng của nhà văn Hoàng Hải Thủy đối với vợ. Tôi đã xấu hổ những lần giơ tay tát nhà tôi. Tôi là con heo. Đúng vậy, con heo vũ phu. Con heo bị nhốt trong câu tướng số nhập môn, dần thân tị hợi tứ hành xung. Nhà tôi ao ước một lần qua phà sang Thủ Thiêm, nhưng niềm ao ước của nhà tôi không thành. Sông nước cách trở. Kể từ đó, cái sự năng đi xem bói của nhà tôi xuống thang. Thay vì đi xem bói, nàng lại hay đi phố sắm hàng và ngắm hàng. Chiều nào nhà tôi cũng có thể đi phố, không mua món nào vẫn cứ đi. Nhà tôi giải thích: mình phải ngắm hoài anh ạ, nhỡ có hàng mới về mình mua được ngay. Tôi nói: có hàng mà không có tiền thì sao? Nhà tôi cười: thì mình biết tiệm nào bán món gì, rồi hễ cần mua mình đến mà mua, khỏi mất công. Ngắm chán chê sẽ mua được món mình vừa ý. Khi đàn bà lập luận, đàn ông nên đồng ý. Đồng ý với khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười tươi như hoa, dù lòng héo hắt. Đàn bà không thích độc đoán và kỵ trung lập. Tôi hiểu điều đó, song chẳng biết thực hiện. Tôi đã chống cái thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh, cho nên vợ chồng tôi luôn luôn gây gỗ, nói theo giọng ông cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công. Vợ chồng tôi luôn luôn cắn nhau. Tôi ngại nhất những bận theo nhà tôi vào các hiệu bán vải, đứng thộn mặt hàng nửa tiếng, cơ hồ thằng bù nhìn coi đàn bà con gái. Lâu lâu nhà tôi lại níu tay: màu này được không anh? Được. Em thấy nó chói quá. Ừ. Sao anh bảo được? Ừ, được. Anh thích màu tím. Màu xanh mà anh nói màu tím, anh chả hiểu gì về màu sắc. Vậy em hỏi anh làm chi? Nhà tôi đùng đùng ra khỏi hiệu. Tôi vốn rất dốt về hoa và màu sắc, nhà tôi thường mỉa tôi: thế mà cứ đòi vào văn học sử, làm thơ không biết tên các loài hoa, viết văn không biết phân biệt màu sắc. Tôi nhe răng cười: anh sẽ viết ái tình tiểu thuyết xã hội, phiêu lưu mạo hiểm, cưng à. Nhưng điều tôi ngán nhất là mang hàng đã mua đi đổi. Nhà tôi khó tính lắm, mặc dầu đã ngắm kỹ, chọn hoài, đem món hàng về nhà ướm thử, nhà tôi lại chê lên chê xuống và sai: mai đi làm anh ghé vô đổi cho em nhé. Tôi hỏi: hàng đã đem ra khỏi tiệm, ai đổi? Nhà tôi cam đoan: họ sẽ đổi cho em. Tôi chết nửa cõi lòng mang hàng đi đổi. Cảm giác của tôi lúc bước vô tiệm đổi hàng y hệt cái cảm giác ngày còn bé đi hớt tóc, bị bố bắt sang hiệu bảo thờ cạo giùm hai cái tai, vì tai còn nhiều lông. Không đi thì bố mắng, đi thì thế nào cũng bị thằng hờ hớt tóc nhéo tai thật đau để trả thù. Thành thử hồi thơ ấu, tôi rất sợ bị bố bắt đi cạo lại hai cái tai sau khi đã hớt tóc cạo mặt. Và sợ mẹ bắt đi đổi hàng vì món hàng mua sai lời mẹ dặn. Bây giờ lấy vợ vẫn sợ bị đi đổi hàng đã mua. Tôi rụt rè, khúm núm, nói lời vợ dặn với chủ hiệu. Họ lắc đầu ngoay ngoảy. Về trình vợ, vợ nói mát: anh đâu có thì giờ đi đổi giùm em. Nhà tôi tự lo lấy. Và nàng đổi được món hàng vừa ý. Bố cái nhà anh chủ tiệm, anh ấy hại tôi rồi. Nhà tôi nói: em biết mà, anh đâu có thì giờ giúp em, anh mãi lo tán gẫu. Tôi vò đầu: anh long trọng tuyên bố là anh đã đến hiệu. Thằng chủ nó xua tay, chỉ cái biển nhỏ: hàng đã đem ra khỏi cửa, xin miễn đổi hoặc trả lại. Nó kê tủ đứng vào thiện chí của anh. Nhà tôi nói: tại sao em đổi được? Tôi nhún vai: đó là một vấn đề. Nhà tôi khó chịu: em xin anh đừng dở giọng chính khách, anh ba xạo. Tôi vỗ đùi thật mạnh: sư thằng chủ hiệu, nó rổ huê răng hô mắt toét. Nó thấy anh đẹp trai, nó nổi sùng và nó chơi anh.
Nó đã học đòi nịnh đầm bằng cách chỉ đổi lại hàng đã mua cho đàn bà con gái để được hưởng gỡ một nụ cười, một lời biết ơn, một sự năn nỉ. Còn anh trông thấy cái bản mặt rỗ hê của nó như mùa phát động trăm hoa đua nở của Mao Trạch Đông, còn tưởng mình hách. Anh đã phát tởm, sức mấy anh năn nỉ. Nhà tôi biểu môi. Anh không đi thì cứ bảo không đi, đừng biện luận và chê bai người khác. Thiên hạ rỗ huê, mắc mớ gì đến anh. Rỗ mặt nhưng không rỗ trái tim. Tôi cười gằn. À, thằng rỗ đó có duyên. Xin lỗi em, nó rỗ cả tim đó. Bằng cớ là nó không đổi lại hàng cho anh. Nhà tôi ngoay ngoảy giận hờn. Không cãi lý với anh nữa. Tôi cáu tiếc. Chiều nay anh và em tới gặp nó. Nhưng gặp thằng khốn nạn, nó lại quên tôi. Nó vồn vã. Ô, ai chứ ông đây à, muốn đổi bất cứ món gì tôi cũng đổi. Nhà hàng chịu khách. Tôi nghiến răng để nhịn một sự xì nẹt, rồi niềm nở giả vờ. Ông chủ tốt quá, chỉ tiếc ông đã không đổi hàng cho tôi khi tôi đi một mình. Ông quên tôi rồi à? Nó kịch cọt. Trời ơi, ông nghĩ xấu cho tôi. Thằng này không ngu, nó thủ đoạn đầy mình. Tôi xỏ ngọt. Hôm nay cái biển hàng đã đem ra khỏi cửa xin miễn đổi hoặc trả lại đâu rồi? Nó nhèo mắt. Với khách lạ thôi, còn ông bà đây là khách quen. Tôi đã hứa, nếu tôi làm đô trưởng, tôi sẽ đóng cửa tiệm thằng này. Nó bắt tôi mang một nỗi oan ơi ông địa. Từ đó nhà tôi nhờ tôi lấy áo dài hay đổi món hàng nào nàng không vừa ý, tôi phải gồng mình bằng mọi cách để lấy được, đòi được. Và khi không thành công, tức là bị hẹn thêm hay bị từ chối, nhà tôi bèn nói: Em biết mà, anh mãi tán chuyện gẫu. Nỗi khổ tâm nhất của tôi còn phải kể những lần tháp tùng nhà tôi đi mua cót xê, xú chen, xì líp. Ôi! Tôi thường đứng ngoài cửa hiệu hút thuốc lá và ngắm xe cộ, trong lúc nhà tôi tỉ mỉ chọn quần áo lót. Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần. Tôi nói sẻ, gớm sao mà lâu thế. Sao mà lâu thế chứ không phải sao mà nhớ thế. Nhờ thi sĩ Hồ Dính một tí đây, tôi có dịp nhận xét người và vật. Thí dụ những chiếc xe Jeep của mấy bố Phi Luật Tân, đó là những chiếc xe Jeep nặng phần trình diễn nhất thế giới. Cờ quạt Technicolor, đồ trang sức bóng nhoáng, phù phiếm kinh khủng, sợi dây anten cao lêu nghêu, và những cái kèn, chao ôi những cái kèn đếm hoài không hết trên cái nắp đẩy máy. Lại thêm cái kèn đặc biệt toét ra một điệu nhạc phổ thông quốc tế như câu đầu bản Cầu Sông Quai. Tôi lấy làm phục, nền văn hóa chỉ có bề mặt của người Phi Luật Tân. Thấy họ tỉnh bờ giữa đám nhân loại nhìn họ trình diễn, tôi càng phục. Ngoài những nụ cười thêm lời chửi tục khi nhận xét cảnh đời, tôi còn được chiêm ngưỡng cảnh chơi chó của người Việt Nam ta. Những ông bà da vàng mũi tẹt dắt chó, cưng chó, bế chó, hôn hít rất Tây Phương. Tôi liền miên nghĩ ngợi, giá những ông mít chơi chó lấm cẩm ngáp được con ruồi tổng trưởng, cai trị dân mà thương dân như chó. Như chó thôi, dân tộc ta cũng hạnh phúc chán. Chú thích: từ chơi chó được tác giả để trong ngoặc kép, ý tác giả nói tới thú nuôi chó cưng. Hết chú thích. Ấy, nhưng những kẻ chơi chó, đàn bà yêu chó hơn chồng, đàn ông yêu chó hơn vợ, đâu còn tình yêu dân. Tôi đâm ra giận đời để giận nhà tôi bắt tôi chờ quá lâu. Cảnh đời nhí nhố, ngắm mãi chỉ muốn mù giống Trần Tế Sương tản đà ngày xưa. Vì ngắm cảnh bờ hồ Hoàng Kiếm mà hậm hực. Bờ hồ những gió cùng răng, những răng cùng gió lăng nhăng chuyện đời. Lòng tôi bỗng cuồn cuộn giấc mộng viết báo. Tôi phải viết phóng sự như các ông Phan Nghị, Hoàng Hải Thủy. Tôi bắt đầu thấm men đời, cần mượn hơi rượu đời phát ngôn vung vít mới được. Than ôi, nhà tôi đã không muốn tôi viết báo viết văn, và nhà tôi ra khỏi hiểu kia kìa. Anh đợi em lâu không? Không, lựa mãi mới vừa ý, cái cốt xe này bị sức móc sắt. Vô đổi lại đi. Thôi, để về em sửa, chừng sửa không được sẽ đổi. Tôi đứng tìm. Nhà tôi mà bắt tôi đi đổi cót xê thì tôi đến phải thuê em bé bán thuốc lá vỉa hè vài bò nhờ nó đổi hộ. Tôi vốn bướng bỉnh, không sợ ai. Vậy nhưng bước chân vào hiệu nào sang trọng là tôi ngần ngại, mặc cảm bần cố nông chăng. Lại đem cái cót xê đi đổi. Thôi, tôi không dám nghĩ tiếp chuyện hải hùng, Mission Impossible ấy nữa. Bây giờ xin kể chuyến đi Vũng Tàu nghỉ mát hay về Cần Thơ ăn Tết của nhà tôi. Anh à, Sài Gòn dạo này nóng quá, các con nổi sảy khắp mình. Chủ nhật này
mình đi Vũng Tàu nhé. Ừ, đi thì đi, sợ quá gì. Anh nói chi kỳ vậy, bộ anh không muốn đi hả? Đi chứ, sợ gì. Sợ gì là sợ gì? Là sợ việc cộng đón đường lùa vô rừng bắt nghe tuyên truyền. Nhà tôi hiểu ra, cười xòa. Người ta đi nườm nượp, tôi nói. Vậy mình đi. Chiều thứ bảy tôi phóng xe một vòng. Lúc này ông già vợ đã tậu cho cái Dolphin mới toanh. Phú quý xin lễ nghĩa, bèn nảy trò hóng mát xa lộ và nghỉ mát Vũng Tàu, thăm gara và cây xăng, rồi tối về lên giường ngủ sớm, lấy cớ mai lái xe cần ngủ đậy con mắt. Nhà tôi hì hục soạn quần áo tắm cho con cái. Chẳng hiểu nhà tôi định chở ra Vũng Tàu những gì mà ngủ một giấc mở mắt điện vẫn sáng choang, và nhà tôi vẫn say sưa soạn đồ. Mấy giờ rồi em? 1 giờ sáng. Sao em chưa ngủ? Em chưa soạn xong đồ. Định ở Vũng Tàu mấy tháng đây? Nhà tôi xô cánh cửa tủ đánh rình. Tôi nín thinh và nhắm mắt ngủ, tưởng rằng sáng hôm sau hết đi nghỉ mát. Nhưng nhà tôi quên nỗi giận hờn. Tôi đã thức xong vẫn giả vờ ngủ say, chờ đợi thái độ của nhà tôi. Nàng mở mùng vỗ nhẹ vai tôi. Dậy đi anh. Tôi ngáp một cái dài bằng đường Cà Mau ra Bến Hải. Sáng rồi hả? Nhà tôi thân ái. Các con đang ăn sáng kia kìa, bố mãi lo ngủ không à. Tôi bèn vùng dậy, như người vừa thoát nạn, như một thí sinh biết mình ra khỏi phần thi vấn đáp. Thấy bố đầu tóc bù xù, quần áo nhầu nát, các con cười ầm ĩ. Thằng con trai đầu lòng phê bình. Bố giống hề hết sức vậy đó. Bố ơi, bố diễu đi bố. Bố diễu vui ghê bố ơi. Cái tiếng ơi còn chở một âm điệu đằng trước, một nốt nhạc trầm, hình như à ơi. Con nít miền Nam nói tiếng này là nhất, dễ thương đến liệm người. Tôi bảo con tôi. Ừ, con sẽ xem bố diễu, bố ca vọng cổ nha. Quê quá à ơi. Đứa con gái thứ hai khuyến khích bố. Bố làm thằng Tùng Lâm đi. Rồi khoe. Con mang cái xô với lại cái xẻng, với lại cái cuốc, với lại cái hộp ra cấp bố à. Con chơi cát ở bãi biển. Thằng con trai dọa. Con mang 2 cái phao. Còn cậu Út chỉ trố mắt ngó anh chị nó. Nhà tôi mắng yêu. Để bố rửa mặt, sửa soạn đi. Sau 10 phút vệ sinh mặt mũi, răng lợi, tôi mở cửa rồ máy xe và mở nắp capo. Nhà tôi bắt liên tử khuân dần đồ nghề ra, đủ thứ, như một chuyến di cư cơm. Nhô con đã mang giày, mỗi đứa thêm một đôi dép, rồi chiếu trải ngoài bãi biển ngồi, nằm sướng hơn vải tăng. Cát sẽ không làm bỏng mông. Khi cái capo đầy cứng tôi hỏi. Còn gì nữa không? Nhà tôi đáp. Còn để trong xe được mà. Vậy là thêm 3 cái giỏ, cái đựng vài chai nước lọc mi lị ca uống, cái đựng bình thủy chứa nước, 2 bình sữa và 1 hộp sữa, cái đựng bánh mì, chả lụa, dao và giấy đi cầu, vài chai nước mắm nhỏ. Đã có Marie, còn chở nước mắm theo làm gì? Hỡi Chúa Kitô. Lại gối chăn nữa mới khiếp đảm. Tôi ngứa miệng. Mang thêm cái màn đi em à. Nhà tôi tưởng bở. Ừ, mang thêm cái màn đi, nhỡ cần ở đêm không sợ mũi đốt. Và nhà tôi cuốn theo cái màn, còn cẩn thận vơ thêm cuộn dây gai. Em ơi, mang thêm cái chổi. Nhà tôi cười. Thế làm gì? Tôi phịa. Thị trưởng Vũng Tàu đang kêu gọi khách du lịch giữ vệ sinh cho thành phố, ta nên mang chổi đi để quét rác chỗ ta ngồi nghỉ mát. Nhà tôi ra lệnh. Hai, mày vô lấy cái chổi. Tôi đi một lời trào phúng bất kỳ khi biết xe không còn chỗ nào chứa đồ nữa. Em có nghĩ nên chở theo cái ghế bố nhà binh không? Nhà tôi nói. Ngoài cấp thiếu gì ghế cho thuê. Tôi cố làm vẻ quan trọng. Nhưng ghế dơ lắm, bao nhiêu người ngồi, đâu cần chơi bời bậy bạ mới bị bệnh hoa liễu. Ngồi trên chỗ của người có bệnh hoa liễu, mình cũng có thể mắc bệnh như thường. Nhà tôi nhún vai. Rất tiếc xe chật cứng. Thôi anh à, đã có chiếu. Quả thực người miền Nam yêu dấu không thể hiểu nổi tinh thần hài hước xỏ lá kền của người Bắc. Vì thế tôi đã lấy vợ Nam. Nhà tôi bực tức điều gì tỏ thái độ liền, không ưa nói bóng nói gió, có gì thì phô bày ngay, chẳng thích màu mè riêu cua. Từ nhà tôi suy luận người Nam chỉ biết làm cách mạng và không biết làm chính trị. Chính trị phải thớ lỡ, ngoài mặt tử tế, nhã nhặn, xin lỗi loạn xà ngầu, nhưng trong bụng dao găm đâm tua tủa. Biết đâu mình về nhà đã thấy trái mìn nổ chậm của kẻ vừa xin lỗi mình gài sẵn. Người Nam ruột thẳng như ruột ngựa, giận nhau dám giết nhau, xong nếu được xin lỗi ngọt ngào, bèn xuề xòa bỏ qua hết chuyện cũ. Tôi yêu người miền Nam vì thế.
Khi bốn cánh cửa xe đã đóng thình thình và tôi vừa đạp Ambeya kéo lùi số 1, nhà tôi hốt hoảng. Quên! Tôi hỏi. Quên cái gì? Khăn ướt. Nhỡ con nó ói dọc đường. Lại vỗ phăng mò, đúng là cái phăng chết ở trong lòng. Thì lấy lẹ đi, lẹ lên. Liên Tử Hai xuống xe, mở khóa cửa vô nhà lấy khăn. Mày lấy vài cái túi ni lông nữa. Thằng con đầu lòng bỗng hét. Bố ơi! Tôi gắt. Cái gì? Con quên cái keo. Bộ con dán giấy hay sao mà quên keo? Cái keo, cái lọ thủy tinh bố à. Con quên mang đi bắt cá đem về nuôi. Rồi, cậu vô lấy keo nhanh nhanh một chút. Tổng cộng 15 phút quên. Tôi bắt chước anh lơ xe đò. Xong chưa bà con cô bác? Nhà tôi biết là tôi bực mình lắm rồi. Nàng đáp gọn. Xong. Xe vừa ra tới lộ, nhà tôi chợt nhớ một điều quên còn sót. Này anh. Gì? Quên ve dầu nhị thiên đường. Tôi đập nhẹ tay lên vô lăng, thở dài ai oán. Lại quên. Nhà tôi nói. Dầu nhị thiên đường để xoa bụng con khi nó bị ói. Tôi cằn nhằn. Quan trọng vậy, tại sao em không lo từ đêm qua? Nhà tôi xì nè. Mình em sửa soạn đâu kịp. Anh mãi lo ngủ không à. Tôi cãi. Không ngủ rồi mắt nhắm mắt mở. Lái xe xuống ruộng, về nước, địa ngục. Thì ai lên thiên đường? Tuy cứng lý lẽ nhưng tôi phải dè xe và rẽ vào ngõ nhà mình. Sợ rằng cuộc đi nghỉ mát có thể bị hoãn vì lý do gây gỗ, tôi bèn im. Im lặng là nhận lỗi vậy. Thằng con trai đầu lòng tự nhiên bên bố rất bay bướm. Mặt trời lên cao quá rồi bố ơi. Tôi an ủi nó. Đừng lo, bố sẽ chạy 100 cây số một giờ. Nhà tôi thấm đòn của bố con tôi, không cằn nhằn gì cả. Nhưng xe vừa ra tới xa lộ, nàng lại chép miệng. Vẫn còn quên. Quên gì? Con dao. Không có dao phải lấy tay xé chả lụa vậy. Tôi cười thân mật nói. Ông Hoàng Ngọc Liên xuất bản tập thơ nhan đề Vẫn Còn Thương. Nếu em chấp thuận để anh vào văn học sử, anh sẽ mần thơ và cuốn đầu đặt tên là Vẫn Còn Quên để tặng em. Nhà tôi hất hàm. Lô lái xe đi anh, đừng mơ mộng hảo. Khi chạy xe tới quán chim, các công tử và tiểu thư kêu gào nước. Nhà tôi rửa hận tôi. Anh thấy chưa, không mang nước, bây giờ con uống bằng gì? Uống xong nước, cậu Út ói tùm lum. Đã có giấy báo lót sàn xe, túi ni lông, khăn ướt và dầu nhị thiên đường. Tôi bắt đầu phục tài lo xa của nhà tôi. Rồi đến lúc các công tử và tiểu thư ngủ gục, đã có gối, có mền và khăn tắm căng lên bít cửa kính xe để nắng khỏi chiếu, làm bỏng da thịt trẻ thơ. Nhà tôi hỏi tôi. Anh không còn khó chịu cái tính ôm đờm của em nữa chứ? Tôi đáp. Nhất em rồi. Hãy để đàn bà lo xa. Đó là một đức tính. Đức tính ấy không bao giờ có ở một người vợ ăn sổi ở thì. 100 người vợ đảm đang thì 99 người rưỡi biết lo xa. Đàn ông các ngài chỉ biết kiếm tiền và phục vụ vợ con. Xin các ngài đừng xía vào những chi tiết lẩm cẩm của đàn bà. Tôi nghĩ đàn bà mới là những người tri thiên mệnh, như nhà tôi chẳng hạn. Ra ngoài Vũng Tàu tôi cảm phục nhà tôi. Những món đồ đạc nàng khuân theo không một món nào không được dùng tới. Nhà tôi hãnh diện điều đó. Và tôi cũng hãnh diện điều đó. Anh nên nhớ giùm tôi, khi còn là tình nhân, dưới mắt anh toàn mộng, toàn ảo ảnh, toàn những lời ngọt ngào yêu đương. Cả hai đều sợ giận hờn nên cố tránh chuyện hờn giận. Nhưng đã khi trở thành vợ chồng, riêng cái bếp đã hết mơ mộng rồi. Anh tưởng tượng ra cái bếp đi, có thùng rác, có lu nước mắm, không ảo ảnh nữa chứ. Vậy anh phải chấp nhận những sự lỉnh kỉnh của vợ anh. Vì ngoài bổn phận làm vợ, nàng còn bổn phận làm mẹ lũ con anh. Người mẹ quên mơ mộng mà hy sinh cho con cái. Người mẹ không thích lượm thượm nhưng vẫn bằng lòng lượm thượm vì con cái. Nhà tôi đâu thích khuân đồ nghề theo trong những chuyến đi nghỉ mát. Chẳng qua tại có con. Có con, người đàn bà đâm ra sồ sề lết thết. Hãy chiêm ngưỡng sự sồ sề lết thết. Đó là hình ảnh của những người mẹ thuần túy Việt Nam. Khổ cho tôi một nỗi là trái tim tôi nó hãnh diện, nó cảm phục cái sự đeo đá lên lưng mà phục vụ con cái của nhà tôi. Nhưng miệng tôi vẫn cầu nhàu và mặt tôi vẫn sưng lên rất đáng ghét. Mỗi khi gia đình làm một chuyến du lịch gồm, tôi không dám kể thêm sự đeo bồng đồ đạc của nhà tôi, những bận nghỉ dài hạn ở Vũng Tàu, Đà Lạt. Đàn bà nào cũng biết thắt kỹ túi tiền và chặt bạc ra tiêu. Tôi muốn nói về những người đàn bà hy sinh cho chồng con thôi. Nhà tôi sợ ăn cơm hiểu lâu ngày tốn tiền nên đã chở nồi niêu, son chảo và bếp dầu hỏa theo. Lúc khuân đi trông rất tiêu điều thê thảm, xong nhìn chú cá chim, cá hồng tươi ngon
nằm gọn trên chảo mỡ lại nhỏ rải ra. Nhà tôi có thật tiếc tiền, mua món hàng bạc ngàn mà bị hố hay không vừa ý, cả đêm thở dài ân hận. Tôi phải an ủi: mua là được em ạ. À, được gì mất tiền tôi. Đó cũng là tính tốt của nhà tôi. Và vì vậy, hễ tôi được cử đi mua món gì hay tự ý mua tặng nhà tôi, luôn luôn tôi đóng vai cố vấn kinh tế của Tổng thống Ngô Đình Diệm, mua 10 nói 7. Bao tiền đó anh? Con 1,400. Rẻ quá ha. Ừ, họ bảo bán cho đàn ông họ không ăn lãi. Thực ra tôi phải trả 2,000 bạc. Nhà tôi khen tôi rối rít, khoe ầm ĩ. Bạn bè của nàng tưởng bở nhờ tôi mua giùm. Tôi đành nói dối tiệm quen hết hàng. Rỡn hoài, tiền phụ trội chỉ để mua sự hài lòng của vợ tôi thôi chứ. Nhờ các bà khác một tí, sau này nhà tôi khám phá ra sự thật. Và bất cứ món hàng nào tôi mua về, nàng cũng thêm 30%. Ấy, đại khái như vậy. Người đàn bà miền Nam đâu phải chỉ biết hôm nay mà không lo ngày mai như những bà mẹ chồng Bắc Kỳ tưởng tượng. Mẹ tôi ở mãi miền Bắc xa xôi, vợ trong chỉ thấy mây và mưa. Giá mẹ tôi có mặt hôm nay, ngó ba đứa cháu mặt mũi sáng sủa, quần áo thơm tho, nói năng lễ độ, học hành chăm chỉ, không hề mở miệng chửi thề như bố chúng nó, tôi chắc mẹ tôi sẽ gắn lên ngực nhà tôi một cái đảm đang bội tinh với ngôi sao bạch kim. Tôi không hiểu tại sao tôi ăn tục chửi càng suốt ngày mà con cái tôi không bắt chước. Mãi mãi mới tìm ra câu trả lời, vì mẹ chúng nó chịu khó dạy dỗ chúng nó. Hỡi những đứa trẻ trên cõi đời này, nếu các con có bố làm nghệ sĩ hay chính trị, các con đừng hồng hưởng của bố một tí giáo huấn nào. Các con sẽ bất hạnh nếu mẹ các con chỉ biết tứ sắc chắn cả. Bố các con sẽ đi tối ngày. Bổn phận cao quý nhất của bố các con là thảy tiền mua gạo, đóng tiền trường, lâu lâu dẫn các con đi xem chiếu bóng hay vô sở thú xem khỉ. Chính mẹ các con sẽ dạy dỗ các con nên người đó. Bố các con là nghệ sĩ, các con hãy coi bố thà là như chiếc lá bay các con nhé. Công của những thằng cha nghệ sĩ không thể ví như Thái Sơn được, nhưng nghĩa mẹ đúng là như nước trong nguồn chảy ra. Bởi những lẽ kể trên, cứ như giấy tờ thầy cãi, nhà tôi phải đeo đá lên lưng. Những tảng đá hy sinh vĩ đại, những tảng đá mà thi sĩ Hồ Dấn khi diễn tả cô gái Việt Nam để kính tặng mẹ ông đã muốn nạm vàng. Những năm gần đây tôi đã quen với sự đèo bồng có ích lợi của nhà tôi. Chẳng hạn mỗi dịp Tết về Cần Thơ thăm gia đình bên ngoại của ba cháu nhỏ, nhà tôi không quên làm một sự kết toán niên để. Những vật dụng đã bị sa thải, những vỏ hộp thuốc 3 số 5 đem về cho anh Tư Thẹo, anh ấy mừng lắm. Hộp thuốc 3 số 5 đựng 20 điếu mà chứa thuốc rê vấn sẵn thì nhất. Thuốc bổ còn lưng chai đem về cho lũ con chị Mậu. Quần áo cũ của con đem về cho mợ Tư. Áo dài cũ của em đem về cho vợ chú Năm. Quần áo cũ của anh đem về cho thằng Thảo, thằng Trọng. Đồ chơi con chê rồi, đem về cho con ông quản lý góp lúa, vân vân. Tất cả những gì tôi yêu cầu vất đi, nhà tôi đều chống đối. Nàng đem lên gác tập hợp chúng lại và phân phát dần mỗi bận có người họ hàng nghèo nào ghé thăm hay tuyển lựa đem về Cần Thơ tặng bà con lối xóm không lấy chi làm khá giả. Cái xe ba bánh của con anh đựng liền đi, chờ con cuối nó tới nó xách về cho con nó. Thoạt đầu tôi tưởng thiên hạ sẽ chê đồ bỏ, nhưng khi tận mắt nhìn nỗi hân hoan của kẻ được tặng đồ bỏ, tôi mới phục nhà tôi. Hạnh phúc của những kẻ khốn cùng thật nhỏ nhoi, khiêm tốn và cảm động. Thằng Hồng con trai của Cúi, nàng liên tử gần một đời người của gia đình nhà tôi, đã vồ lấy cây súng lục hết bắn nổi. Nó giấu trong cặp quần, mắt lấm lét, chỉ sợ con tôi đòi lại. Ôi cái sự lẩm cẩm, lĩnh kỉnh của đàn bà. Đàn ông chớ xía mõm vô can thiệp, hãy để mặc các bà lo liệu. Đôi khi chuột có nổi loạn hay mèo có lâm bồn ở nơi chứa đồ phế thải, đừng ngứa miệng lời bàn Mao Tôn Cương. Phải biết nghĩ đến đám người sắp nhận ân huệ, như con Cúi, như anh Tư Thẹo của tôi, và sẽ thấy dậy lên tình thương yêu vợ tuyệt đối. Hết tập 3. Còn tiếp.